Anh em nha, thì đây là một chiếc xe quay alpha ha. Thì anh chủ xe anh kêu là đang mua đồ gom đồ để giặt một phát lên 110 nha anh em. Máy này là máy anh làm máy gì rồi? 54 này là 110 nè. Máy này cũng máy 54 rồi, bình lớn rồi. 54 bình lớn đi lòng 110 luôn. Chiếc này là giờ là dọn lại là anh em, thì ảnh kêu là mua tem dàn áo rồi, cũng mua một số cái món để phục vụ rồi ha. Chiếc này cũng còn một số chi tiết nữa. Hộp xăng này hộp xăng gì vậy? Hộp xăng alpha hả? Giật lên hộp xăng 110 luôn. Chưa đang giật. Đó, thì chiếc này là sẽ lên hộp xăng 110. Yên này có thích thì lên, không thì thôi cứ để đi. Anh chủ xe đang nuôi nấng ước mơ là lên 110 xe dàn áo này, đuôi đèn vô là lên thôi, không khó lắm. Chiếc này được cái cặp lốc đèn sẵn nè, lốc đèn xe này vô lốc đèn hả? Lốc đèn đỡ phải mua thêm cái lốc phải dọn, còn đi sơn. Lốc này cũng còn đẹp, xin như sơn lại đó. Chiếc này thì cũng không phải làm nhiều, cũng chỉ làm sơ sơ ở ngoài thôi, tại vì máy thì anh đã làm rồi. Hôm nay qua mình làm máy, làm lại nồi cho nó mặn thôi nè. Còn máy thì anh cũng làm rồi. Xe này chạy được không anh? Máy chạy được không? Đó, xe này. Ghê, máy này anh kêu chạy ở trong ngoài luôn thì cũng ok. Làm nồi lại chạy nó ngon hơn nữa. Đó. Trước này thì anh lên neo rồi. Rồi. Thì những cái mà anh em lưu ý là khi mà chúng ta dọn chiếc 110 này, trước nhất là cái máy ha, lúc chúng ta dọn gì dọn ha, máy phải chạy ngon trước đã, thân tiếp dàn ngoài alpha cũng được mà nó máy phải ok trước đã. Rồi sau đó thì chúng ta mới tới những chi tiết khác, ví dụ như là dàn áo nè đó. Chúng ta đôi khi cái này chúng ta không cần phải thay hết nguyên dàn, ta chỉ cần thay cái miếng cái đầu đèn này thôi, nó có cặp xi nhan này nè, anh em thay vô. Rồi một số cái miếng như miếng lườn này anh em thay tem thái vô cũng được. Thùng xăng thì thùng xăng alpha nó là hai lỗ, chúng ta thay vào ba lỗ nè. Ví dụ như cái cần số này nó là của alpha này, chúng ta sẽ thay qua qua 110 ha. Còn cần số alpha này anh em sẽ thấy nó là cái nước xi ram, anh em thấy không, nó rất là mờ, chúng ta thay qua nước xi bóng của qua 110 nó sẽ bóng đó. À, lên tem ngặt tem này nè, đó thì chúng ta sẽ thay qua cái tem này, nó cũng là cái tem hàng dán lại thôi, tại vì cái nước chữ thì chúng ta biết ha, những cái chữ chúng ta sẽ thấy nó khá là lai lỗ. Đó, cũng không có gì mà quá ấy đâu anh em, nghĩa là anh em có thích hay không thôi đó. Còn chúng ta lên 110 thì nó cũng dễ, và bây giờ thì nó đang rất là hot ha, chở 110 nó cũng ngon. Còn xe này thì là máy nội lực rồi, xe này nhìn bên ngoài rất là bình thường nha, nhưng mà bên trong là 54 nha. Đó đây, thì anh em nào có nhu cầu làm máy, làm nồi hoặc là tư vấn thì có thể liên hệ mình và mua các loại phụ tùng đi theo xe ha, cả anh em rất là nhiều.